An Phương và Thanh Trang mến chào quý vị và các bạn đã trở lại chương trình mua sắm trên truyền hình AZ Shop. Quý vị và các bạn thân mến, thời trang luôn luôn là niềm đam mê bất tận của tất cả các chị em phụ nữ. Đối với mỗi chị em phụ nữ chúng ta, trong tủ đồ thì chúng ta luôn luôn có rất là nhiều thể loại quần áo. Đúng nào rồi. Là chân váy này, đầm dài này, áo sơ mi này, áo kiểu này, đồ công sở, đồ đi chơi. Nhưng mà An Phương tin chắc rằng có một sản phẩm mà chị em phụ nữ nên sở hữu cho mình, đó chính là chiếc quần jogging. Với những chiếc quần jogging này thì sẽ giúp chúng ta ôm sát vào những đường cong quyến rũ trên cơ thể phụ nữ. Bên cạnh đó lại giúp hạn chế được những nhược điểm, làm cho phần đùi của chúng ta trở nên thon gọn hơn, đôi chân trở nên dài hơn và vì thế mà chiều cao cũng được ăn gian thêm một chút, Thanh Trang ạ. Đúng rồi, thưa quý vị và các bạn, hẳn nhiên jogging một cái khái niệm nó không còn xa lạ với người tiêu dùng và đặc biệt là khách hàng của AZ Shop nữa. Lần nào chúng tôi giới thiệu với những quần jogging thì cũng bán cháy hàng và quý vị liên tục yêu cầu chúng tôi là phải giới thiệu nhiều những chiếc quần jogging nữa. Và ngày hôm nay là bộ 5 chiếc quần jogging đến từ thương hiệu Vita Bella quý vị nha. Và thưa quý vị và các bạn, là một cái khái niệm không còn xa lạ nữa, là sự kết hợp giữa quần legging và quần jean. Quần legging thì quý vị cũng biết rồi đó, có muôn vàn những cái nỗi khó khăn, những cái hạn chế, có như là nó quá mỏng, chất liệu vải quá mỏng như vậy, khi mà chúng ta mặc lên nó sẽ lộ ra những cái nhược điểm. Đúng rồi, những cái nhược điểm cũng như là những cái vùng nhạy cảm trên cơ thể, và như vậy thì thiếu thẩm mỹ lắm. Còn với những chiếc quần jean đẹp thật, và bên cạnh đó thì quý vị cũng biết đó, khi mà mình ngồi quá lâu á thì chắc chắn mình cảm thấy là máu huyết không lưu thông, mình khó chịu, mình bức bí. Nhưng ngày hôm nay quý vị nha, với chiếc quần jogging thương hiệu Vita Bella ngày hôm nay, quý vị sẽ cảm thấy thoải mái hơn, an tâm hơn vì chất liệu đó chính là cô tôm da cá, co giãn 4 chiều. Và điều đặc biệt là mình ngồi mình không có sợ bị nhăn quý vị nha, 40kg tới 70kg mặc được luôn nè. Rồi những cái bạn tuổi teen thì rất là thích những chiếc quần này rồi, dễ dàng phối hợp với nhiều trang phục. Rồi những người nội trợ trung niên hay là người lớn tuổi đều mặc được những chiếc quần này nữa. Điều đặc biệt đó là màu sắc, quý vị thấy đó, 5 chiếc quần này hai màu sắc chủ đạo đó chính là màu xanh và màu đen, đúng không nào? Thế nhưng cái điều đặc biệt hơn, xu hướng mới, thiết kế mới mà trên đó là những cái họa tiết hoa văn rất là đẹp của quần jean, với rất là nhiều kiểu cách khác nhau như thế này, trẻ trung có, thanh lịch có, mình dễ dàng phối hợp với các loại kiểu áo khác nhau luôn. Vậy thì sao? Vậy thì ngay lúc này quý vị đừng bỏ lỡ quý vị nha, quên mức giá cũ đi, 699.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng cho quý vị. Và wow, như vậy là 499.000 đồng, không phải sở hữu một chiếc quần check-in Vita Bella mà tới 5 chiếc quần luôn quý vị ạ. Và chưa dừng lại ở đó đâu thưa quý vị, chúng tôi còn dành tặng cho quý vị một quà tặng danh sách ngập tràn. Đầu tiên là một chiếc áo khoác thời trang với 10 màu sắc cực kỳ thời trang mà chúng tôi sẽ giao màu ngẫu nhiên cho quý vị. Và thưa quý vị chưa hết đâu, còn tặng kèm cho quý vị đó chính là 3 chiếc quần lót, chất liệu đó chính là thun lạnh. Và quý vị cũng biết rồi, thun lạnh thì mình dễ dàng mình mặc mà mình cảm thấy rất là thoải mái, mình cảm thấy rất là dễ chịu. Tiếp theo đó chính là một bộ wrap với chất liệu cotton sẽ giúp cho quý vị và các bạn có những giấc ngủ thoáng mát và êm ái. Quý vị thân mến, và ngoài ra quý vị sẽ được tặng thêm chai dầu Unrenny được làm từ dầu cá nguyên chất, dầu omega 3 rất tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ quý vị nha. Thật là hấp dẫn phải không nào? Quá hấp dẫn. Vì vậy ngay lúc này đây, hãy nhanh tay nhấc máy và gọi điện cho chúng tôi về số tổng đài 02838 969898. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Sở hữu ngay bộ 5 quần jogging Vita Bella, 5 chiếc quần với 5 mẫu mã đẹp mắt bắt kịp xu hướng. Hai màu sắc chủ đạo đen và xanh jean dễ kết hợp, họa tiết thời trang vừa độc đáo vừa kết hợp khắc phục các nhược điểm trên cơ thể. Chất liệu cô tông da cá, co giãn 4 chiều, thoải mái ngày dài năng động. Kiểu dáng ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ và tăng độ dài đôi chân. Kích cỡ phi size, thích hợp cho mọi thể trạng từ 40 tới 70kg, dễ kết hợp với tất cả các loại trang phục phụ kiện. Bộ 5 quần jogging Vita Bella giá thị trường 699.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, giá chỉ còn 499.000 đồng. Danh sách quà tặng cực kỳ ấn tượng, một áo khoác nữ thời trang giữ ấm vào mùa đông, tránh nắng vào mùa hè, ba quần lót thun lạnh kiểu dáng quyến rũ tôn lên nét đẹp của chị em phụ nữ, một bộ wrap trải giường chất liệu siêu cotton bao gồm một wrap giường, hai vỏ gối ngủ, một chai dầu Unrenny làm từ dầu cá nguyên chất. Nhanh tay đặt hàng trong khung giờ phát sóng để hưởng chọn những ưu đãi tuyệt vời này. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với phim trường AZ Shop. Ngày hôm nay, AZ Shop hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn bộ 5 chiếc quần jogging đến từ thương hiệu Vita Bella. Như An Phương và Thanh Trang đã chia sẻ từ trước thì chiếc quần jogging là sự kết hợp hoàn hảo giữa một chiếc quần jean và một chiếc quần legging. Vì vậy mà nó hạn chế được tất cả những nhược điểm mà chiếc quần jean cũng như chiếc quần legging mang lại. Mỗi chị em phụ nữ chúng ta đều nên sở hữu cho mình 1 đến 2 chiếc quần jogging trong tủ quần áo, bởi vì chiếc quần jogging này
sẽ giúp chúng ta tôn lên những đường cong của cơ thể. Bên cạnh đó lại hạn chế được rất là nhiều khuyết điểm của cơ thể ấy, Thanh Trang. Giống như là đối với cả những cái người mà như An Phương đây, thì An Phương có một khuyết điểm rất lớn trên cơ thể, đấy là cái phần đùi không được thon gọn cũng như phần chân không được dài. Bởi vì vậy mà bình thường An Phương rất là hạn chế mặc những cái quần bó như thế này. Nhưng ngày hôm nay khi sử dụng chiếc quần trekking Vitabella thì An Phương cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Bởi vì sau khi mặc chiếc quần trekking Vitabella thì quý vị và các bạn có thể cảm thấy là cái phần đùi của Phương đã được thon gọn hơn. Đúng rồi. Bên cạnh đó phần chân cũng có cảm giác thon dài hơn. Ra và bởi vì vậy mà chiều cao cũng được ăn gian hơn một chút, Thanh Trang ạ. Đúng rồi. Quý vị và các bạn thân mến, với quần trekking Vitabella, ưu điểm nổi bật mà chị em phụ nữ ai cũng thích đó chính là che đi được khuyết điểm ở cái vùng hai này, quá cổ này, hay ngay cả vùng hông nữa. Quý vị thấy đó, mặc vào thấy cái bụng phẳng lì luôn, không hề thẩm mỹ một chút xíu nào nha. Cạp cao mà quý vị ôm trọn lên cái vòng bụng của chúng ta, và điều đặc biệt nữa là tôn lên được cái vòng ba rất là quyến rũ luôn quý vị nha. Với cái vòng ba quyến rũ quý vị thấy không? Cái hông của mình cảm thấy rất là đầy này, rất là gọn luôn quý vị nha. Và chưa hết đâu, có một cái chất liệu đó chính là chất liệu cotton da cá, chính vì vậy có độ co giãn rất là tốt luôn quý vị nha. Đó, quý vị thấy không? Như vậy mình ngồi này, mình đi, mình đứng rất là cái thoải mái gối này. Đó, đúng rồi, vận động cả ngày dài mà luôn. Thoải mái vô cùng mình vận luôn. Động cả một ngày dài mình cảm thấy rất là thoải mái luôn quý vị nha. Với cái phần ống quần này nó rất ôm gọn tới cái phần bắp chân của mình nha, để che đi khuyết điểm cái đôi vô chân vòng kiềng này rất là đứng nha quý vị nha. Như vậy khi mà mình đặc biệt là có co giãn, chính vì vậy mình sắn lên đó quý vị. Khi mà mình kết hợp với một chiếc áo thun chẳng hạn, nhìn mình rất là khỏe khoắn, mình đi tập thể dục hoặc là mình đi chơi với bạn bè đều được luôn quý vị ạ. Nhìn rất là thanh lịch, nhìn rất là trẻ trung và năng động như thế này nữa. Vâng, thưa quý vị, với quần trekking ngày hôm nay mình rất là tự tin, mình thả dáng luôn, giống như Thanh Trang ngày hôm nay quý vị thấy đó. Mặc với một chiếc áo crop top màu đỏ như thế này, với chiếc quần trekking màu xanh, Thanh Trang cảm thấy rất là trẻ trung, rất là năng động luôn quý vị ạ. Và điều đặc biệt mà bộ 5 quần trekking Vitabella của chúng tôi mang đến cho quý vị ngày hôm nay đó chính là màu sắc, thưa quý vị. Với quý vị và các bạn có thể quan sát trên màn hình, với hai màu sắc chủ đạo là màu đen và màu xanh. Đây là hai màu sắc trung tính. Chúng ta có thể kết hợp được với rất là nhiều loại trang phục khác nhau. Màu đen và màu xanh mà chúng ta có thể mặc được trong một lúc mà đi làm, đi chơi hay đi cà phê, đi gặp gỡ bạn bè cũng đều được luôn. Bên cạnh đó quý vị và các bạn cũng có thể nhìn thấy là đối với màu xanh và màu đen thì trên thân của chiếc quần còn có rất là nhiều họa tiết thời trang. Và những cái họa tiết này nó không chỉ dừng lại là mang tính thời trang đâu quý vị. Những cái họa tiết này đã được thiết kế rất là khéo léo, khiến che đi khuyết điểm của đôi chân của chúng ta rất là nhiều. Như là ngay ở bên cạnh An Phương đây, thì chiếc quần màu đen này có rất là nhiều cái họa tiết là vệt xước, như là quần jean vậy đó Thanh Trang. Chúng ta sẽ có cảm giác là đôi chân của chúng ta sẽ thon dài hơn, phần đùi thon gọn hơn, và vì thế mà chiều cao của chúng ta cũng sẽ ăn da được nhiều lên. Đúng. Quý vị ạ. Còn ở bên cạnh đây ạ, đối với chiếc quần xanh này thì quý vị và các bạn cũng có thể thấy họa tiết là được đánh khối trắng ở đằng trước và hai bên thì đậm dần. Bởi vì vậy chắc chắn khi mặc chiếc quần này lên, những chị em phụ nữ có phần đùi không được thon gọn hãy yên tâm, và còn rất nhiều họa tiết thời trang nữa mà quý vị và các bạn cũng có thể quan sát thấy. Những họa tiết này rất thời trang, bên cạnh đó lại giúp chúng ta che đi được những cái khuyết điểm của cơ thể. Bởi vì vậy quý vị và các bạn hãy tự tin lên và sở hữu cho mình bộ 5 quần trekking đến từ thương hiệu Vitabella, chúng ta sẽ luôn luôn có những diện mạo tươi mới khi đi ra ngoài ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hẳn nhiên quý vị cũng biết nó quần trekking thì nó bán ở ngoài rất là nhiều quý vị nha. Mà lúc đó mình lựa chọn một cái chiếc quần mà chất liệu không tốt, nó không đảm bảo, chắc chắn là mình mua về thì tiền mất tật mang. Rồi chưa kể chuyện mà nó không thể che đi được những cái khuyết điểm trên cơ thể, chất liệu vải quá mỏng đi thì chắc chắn là mình sẽ không mặc được để phối hợp với nhiều trang phục khác nhau rồi. Nhưng ngày hôm nay quý vị thấy đó, Thanh Trang mặc chiếc quần trekking Vitabella đúng không nào, kết hợp với một chiếc áo rất tốt, rất là trẻ trung, rất là năng động. Phương thì mặc một chiếc áo sơ mi màu vàng đó, một chiếc quần màu đen, một chiếc quần trekking màu đen phối hợp với màu vàng, và bên cạnh đó cột dây phía trước nữa, nhìn rất là khỏe khoắn luôn đó quý vị thấy đó, rất là năng động. Và bên cạnh đó bạn người mẫu của chúng tôi ngày hôm nay quý vị thấy đó, với quần trekking mọi việc khi mà chúng ta phối hợp với những chiếc áo khác đều trở nên đơn giản. Một chiếc áo sơ mi màu cam như thế này phối hợp mà với một cái đôi giày cao gót, và bên cạnh đó mình chỉ cần thay đổi một chút xíu, đó chính là bỏ áo vào bên trong quần mà thôi, tự nhiên trở nên thanh lịch hơn để mà chúng ta có thể dễ dàng đi gặp gỡ đối tác của mình. Thưa quý vị, với quần trekking thì mình đi du lịch thì thích lắm quý vị nhờ. Và bên cạnh đó nhá, chúng ta không chỉ phối hợp được với những chiếc áo sơ mi, những chiếc áo crop top, mà bên cạnh đó quý vị thấy nha, Thanh Trang thấy là chúng ta có thể phối hợp với những chiếc áo sơ mi form dài đó quý vị, và mình thắt thêm một cái dây nịt ở phía trước nên là một cái điểm nhấn rất là trẻ trung luôn. Hay là những chiếc áo thun chẳng hạn,
Vâng, với màu sắc như vậy, với chất liệu như vậy và màu sắc dễ kết hợp với các loại trang phục khác nhau như vậy thì bộ 5 quần jogging Vitabella của chúng tôi ngày hôm nay là phù hợp với tất cả mọi đối tượng luôn. Đúng thưa quý rồi. Vị. Từ các bạn teen này, các bạn trẻ tuổi này cho đến những người bà nội trợ rồi đến những người đi làm, thậm chí cả người lớn tuổi luôn. Bởi vì chiếc quần của chúng ta là free size mà, từ người 40kg đến 70kg đều mặc được luôn quý vị ạ. Đúng vâng, rồi. Tất cả những ưu điểm đó tích hợp trong một bộ sản phẩm, bộ 5 quần jogging Vitabella chỉ với một mức giá là 699.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, chỉ còn 499.000 đồng trong khung giờ phát sóng. Quà tặng thì như thế nào ạ? Chúng tôi chia sẻ với quý vị ngày hôm nay, đầu tiên chúng tôi tặng cho quý vị một chiếc áo khoác thời trang. Một chiếc áo khoác thời trang này quý vị cũng đã thấy đó, kiểu dáng rất là thời trang, rất là đẹp, màu sắc rất là trẻ trung quý vị nha. Với chiếc áo khoác này chất liệu rất là dày dặn và rất là thấm hút mồ hôi nữa, chính vì vậy mình mặc mùa hè cũng được, thời tiết thay đổi se se lạnh mình mặc cũng được luôn quý vị nha. Che nắng thì quá tuyệt vời rồi, có cả nón ở phía sau như thế này nữa, mình chỉ cần đeo một cái khẩu trang nhỏ phía trước như thế này thôi. Đó quý vị thấy không, kết hợp với quần jogging luôn, quá hoàn hảo luôn quý vị ạ. Và Thanh Trang nói tới màu sắc quý vị nha, có quá nhiều màu sắc này là quý vị nè, màu nổi cũng có, màu xanh, màu đỏ, màu trầm tính cũng có luôn quý vị nha. Những cái màu sắc này thì như thế nào ạ? Những cái màu sắc này thì chúng tôi sẽ giao ngẫu nhiên cho quý vị, và tất nhiên khi quý vị nhận được thì quý vị sẽ thích những cái sản phẩm quà tặng ngày hôm nay là những chiếc áo khoác thời trang. Và thưa quý vị chưa hết đâu, còn tặng kèm cho quý vị đó chính là 3 chiếc quần lót, chất liệu đó chính là thun lạnh, và quý vị cũng biết rồi, thun lạnh thì mình dễ dàng mình mặc và mình cảm thấy rất là thoải mái, mình cảm thấy rất là dễ chịu. Ngày hôm nay thì mình không cần phải mua, chỉ cần một đơn hàng thành công thôi là chúng tôi lại tặng thêm cho quý vị 3 chiếc quần thun lạnh này rồi. Bên cạnh đó, AZ Shop còn mang đến cho quý vị đó chính là một bộ drap trải giường, bao gồm một drap trải giường hai vỏ gối nằm với chất liệu cốt tông vô cùng thoáng mát, giúp cho giấc ngủ của gia đình quý vị luôn luôn thoáng mát và êm ái. Quý vị thân mến, và ngoài ra quý vị sẽ được tặng thêm chai dầu Anreni được làm từ dầu cá nguyên chất, dầu omega 3 rất tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ quý vị nha. Quả là một danh sách quà tặng ngập tràn phải không Thanh Trang? Đúng rồi. Chính vì vậy ngay lúc này đây quý vị hãy nhấc máy lên và gọi điện cho chúng tôi về số tổng đài 0283896 9898 hoặc truy cập vào website azshop.net.vn để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Quý vị hãy ghi nhớ rằng mức giá này và chọn bộ quà tặng này chỉ có khi quý vị đặt hàng thành công trong khung giờ phát sóng mà thôi. Vì vậy, hãy nhanh tay lên và gọi điện cho chúng tôi quý vị ơi. Sở hữu ngay bộ 5 quần jogging Vitabella, 5 chiếc quần với 5 mẫu mã đẹp mắt bắt kịp xu hướng. Hai màu sắc chủ đạo đen và xanh jean dễ kết hợp. Họa tiết thời trang vừa độc đáo vừa kết hợp khắc phục các nhược điểm trên cơ thể. Chất liệu cô tông da cá, co giãn 4 chiều, thoải mái ngày dài năng động. Kiểu dáng ôm sát, tôn lên đường cong quyến rũ và tăng độ dài đôi chân. Kích cỡ free size, thích hợp cho mọi thể trạng từ 40-70kg. Dễ kết hợp với tất cả các loại trang phục phụ kiện. Bộ 5 quần jogging Vitabella giá thị trường 699.000 đồng, giảm ngay 200.000 đồng, giá chỉ còn 499.000 đồng. Danh sách quà tặng cực kỳ ấn tượng, một áo khoác nữ thời trang giữ ấm vào mùa đông, tránh nắng vào mùa hè, ba quần lót thun lạnh kiểu dáng quyến rũ tôn lên nét đẹp của chị em phụ nữ, một bộ rác trải giường chất liệu siêu cô tông bao gồm một rác giường hai vỏ gối ngủ, một chai dầu Anreni làm từ dầu cá nguyên chất. Nhanh tay đặt hàng trong khung giờ phát sóng để hưởng chọn những ưu đãi tuyệt vời này. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay AZ Shop rất vui được giới thiệu đến cho quý vị bộ 5 chiếc quần jogging Vitabella. Vì sao ạ? Vì không chỉ những ưu điểm mà nó mang lại, tính thời trang, hạn chế khuyết điểm của cơ thể. Bên cạnh đó, bộ 5 quần jogging Vitabella còn là một giải pháp cực kỳ kinh tế nữa thưa quý vị. Bởi vì sao thưa quý vị? Bởi vì chiếc quần của chúng ta là free size mà, từ 40kg đến 70kg đều mặc được, cho nên mọi đối tượng trong gia đình của chúng ta đều có thể mặc được luôn thưa quý vị. Nói về bên cạnh đó là chất liệu của chiếc quần này là chất liệu thun da cá như là Thanh Trang cũng đã chia sẻ từ trước. Chất liệu thun da cá này khiến chiếc quần có thể co giãn rất là tốt thưa quý vị. Đây, wow. Co giãn rất là tốt. An Phương đang tác động một lực rất là mạnh đây. Chúng ta co giãn 4 chiều luôn nha thưa quý vị. Nào, phần lưng quần co giãn rất tốt. Phần ống quần co giãn cũng rất là tốt luôn. Quý vị cũng có thể nhìn thấy ạ. Co giãn rất tốt đúng không anh Trang? Và vì cái vấn đề co giãn tốt như thế này, bởi vậy mà chiếc quần jogging Vitabella của chúng ta ngày hôm nay sẽ phù hợp với là rất là nhiều form dáng người khác nhau, từ những cái bạn thanh thiếu niên tuổi teen trẻ tuổi có form dáng người nhỏ nhắn, đến những bà nội trợ, rồi đến những chị em đi làm, rồi đến những người lớn tuổi có form dáng hơi mập một chút, chúng ta đều có thể mặc được. Vì vậy chúng ta hoàn toàn có thể đầu tư 499.000 đồng
sở hữu một bộ 5 quần jogging Vitabella và chia sẻ với chị em phụ nữ trong gia đình. Thưa quý vị và các bạn, với 5 chiếc quần này thì Thanh Trang cũng đã nói rồi, Phương cũng đã sở hữu và bản thân Thanh Trang cũng đã từng sở hữu những chiếc quần check-in của AZ Shop. Và ngày hôm nay thì chắc chắn Thanh Trang vẫn có thể sở hữu thêm 5 chiếc quần này nữa. Quý vị biết đó, khi mà chúng ta mang bầu, khi mà chúng ta sau khi sanh thì chắc chắn cơ thể chúng ta không còn được đẹp nữa. Đúng rồi. Và tự nhiên có những cái vùng mỡ thừa nó nhiều hơn những cái chỗ mà chúng ta không muốn thì nó lại cứ to ra. Vậy thì làm sao mình cần phải mặc một chiếc quần thật thoải mái, một chiếc quần nó giúp cho cơ thể của mình thon hơn, gọn hơn và che đi những cái khuyết điểm trên cái đôi chân của mình. Và với chiếc quần check-in đó là một cái sự lựa chọn vô cùng tuyệt đối, hoàn hảo cho tất cả các chị em phụ nữ. Và đặc biệt là có thể phối hợp với rất nhiều những cái dáng áo, áo crop top, áo sơ mi, áo thun ba lỗ, áo blazer hay cả với những cái chiếc áo mà form rộng nữa quý vị ạ. Quý vị thân mến, và thêm một cái ưu điểm mà Thanh Trang và An Phương rất là thích luôn, đó chính là với chiếc quần check-in Vitabella ngày hôm nay, hai màu sắc chủ đạo đó chính là màu xanh và màu đen quý vị nhá. Mà trên đó lại có tới 5 họa tiết khác nhau luôn quý vị ạ. Còn một điều nữa về chất liệu mà lúc nãy Thanh Trang đã chia sẻ là không bị nhăn này, đứng lên ngồi xuống dễ dàng. Nhưng An Phương muốn nhấn mạnh hơn nữa rằng chất liệu của chúng ta là không bay dão nha quý vị. Chúng ta có thể giặt bằng máy giặt và sử dụng rất là nhiều thời gian mà không bị xù lông. Vì vậy là đây là một cái giải pháp mua hàng rất là tiết kiệm, đầu tư một lần nhưng lại có thể sử dụng lâu dài quý vị ạ. Và điều đặc biệt là mỗi ngày một phong cách luôn quý vị nha. Mức giá 699.000 đồng đó là mức giá cũ rồi. Ngày hôm nay trong khung giờ phát sóng này, chúng tôi nhấn mạnh trong cái thời điểm này mà thôi quý vị nha, giảm ngay 200.000 đồng và mức giá chỉ còn là 499.000 đồng. Chưa tới 500.000 đồng mà mình sở hữu tới 5 chiếc quần. Thêm nữa có rất nhiều những quà tặng ngập tràn và vô cùng giá trị dành tặng cho tất cả quý vị khách hàng ngày hôm nay. Đừng nghĩ là quà tặng thì sao cũng được không. Chắc chắn ngày hôm nay quý vị mua trên AZ Shop 5 chiếc quần chất lượng rồi, kiểu dáng thiết kế hiện đại mới rồi, thì bên cạnh đó những phần quà tặng ngày hôm nay cũng rất đặc biệt luôn quý vị ạ. Với chất liệu đó chính là chiếc áo thun, chiếc áo khoác ngày hôm nay quý vị nha, rất là dày dặn và nó có độ thông thoáng nữa. Mình mặc mùa hè mình cũng cảm thấy là rất là thoáng mát, rất là thấm hút mồ hôi, mình che nắng được luôn. Rồi những cái lúc mà thời tiết thay đổi, mình mặc chiếc áo này để mình giữ ấm cho cơ thể của mình, để tránh cảm lạnh quý vị ạ. Mình đi đường dài mình mặc một chiếc áo khoác này thì quá tiện lợi rồi, và bên cạnh đó thêm một chiếc nón như thế này nữa, che nắng vô cùng hiệu quả, ngay cả phần phía sau nữa. Đeo một cái khẩu trang nhỏ như thế này thôi, mang cái tính ứng dụng rất là cao đúng không? Không chỉ thời trang mà bên cạnh đó rất là tiện lợi, với rất nhiều màu sắc khác nhau quý vị nha. Ở đây chúng tôi chia sẻ với quý vị này, đó có màu vàng nè, có màu cam nè, màu hồng nè, rồi màu xanh nè, màu xanh đen nữa. Những cái màu sắc này chúng ta cũng dễ dàng phối hợp với rất nhiều trang phục, đặc biệt là với chiếc quần check-in ngày hôm nay đúng không nào? Nhưng quý vị không phải mua chiếc áo khoác này nha, chúng tôi tặng cho quý vị. Chưa hết quý vị nha. Chính vì vậy mà chúng tôi nói là với 5 chiếc quần check-in ngày hôm nay chắc chắn là cháy hàng rồi, quý vị không mua quý vị sẽ tiếc. Tặng kèm cho quý vị đó chính là 3 chiếc quần lót chất liệu thun lạnh như thế này nữa. Mình quan tâm đến những cái dòng sản phẩm thời trang bên ngoài, mình mặc nó đẹp rồi, tự tin rồi, nhưng những cái sản phẩm bên trong như là những chiếc quần lót như thế này cũng phải tạo cho mình một cái cảm giác thoải mái nữa. Chưa dừng lại ở đó, quà tặng của chúng tôi còn tiếp tục rất nhiều. Mời quý vị theo dõi, chúng tôi sẽ tặng kèm thêm cho quý vị đó chính là một bộ rack trải giường với là rất là nhiều họa tiết đẹp, và chúng tôi sẽ giao ngẫu nhiên cho tất cả các quý vị. Và chất liệu của bộ drap này sẽ là chất liệu siêu cốt tông rất là thoáng mát, giúp cho gia đình của các bạn sẽ có một cái giấc ngủ êm ái và thoáng mát hơn. Và chọn bộ drap này sẽ bao gồm có một drap giường, hai vỏ gối nằm, là chọn bộ luôn đấy Thanh Trang. Quý vị thân mến, và ngoài ra quý vị sẽ được tặng thêm chai dầu Unrenny được làm từ dầu cá nguyên chất, dầu omega 3, rất tốt cho sức khỏe của người già và trẻ nhỏ quý vị nha. Ngay lúc này đây, quý vị còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay nhấc máy và gọi điện cho chúng tôi về số tổng đài 02838969898 hoặc truy cập vào website azshop.net.vn để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm. Chúng tôi sẽ giao hàng tận nơi và hoàn toàn miễn phí trên 63 tỉnh thành trên cả nước. Quý vị thân mến, nói đến đây Thanh Trang và An Phương cảm ơn quý vị đã cùng lắng nghe những điều chúng tôi đã cùng chia sẻ về những dòng sản phẩm thời trang của chị em phụ nữ. Thanh Trang và An Phương cùng với người mẫu của AZ Shop xin chào và hẹn gặp lại quý vị cho những sản phẩm kế tiếp của AZ Shop.